để bảo vệ môi trường đất và nước thì chúng tôi cũng bảo vệ lồn theo cái môi trường sinh học là hữu cơ và có các vô cơ thôi, chứ còn dỗm bớt cái tiêu chuẩn của hóa học cho bà con để đảm bảo an toàn và bệnh thực phẩm. Sử dụng phân bón hữu cơ và các biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu bệnh gây hại, hạn chế các chất kích thích tăng trưởng cũng là cách làm được nhiều nông dân trong tỉnh áp dụng trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Từ nhiều năm nay, trong quá trình chăm sóc cây lúa, gia đình tôi thường sử dụng phân chuồng đã ủ mục, hầu như không sử dụng phân hóa học, chăm sóc theo hướng thuận tự nhiên nhằm bảo vệ môi trường đất và nước, cũng như sức khỏe cho chính chúng tôi và người tiêu dùng. Sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường là hướng đi tất yếu mà chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đang khuyến cáo, hỗ trợ hướng dẫn người dân. Đây cũng là giải pháp hướng đến một nền nông nghiệp bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống của chính người nông dân.